Kính thưa toàn thể quý vị và đón tiếp chương trình giao lưu hát với nhau tại sân khấu Thúy Hằng ngày hôm nay. Quý vị đã được mời về cùng thưởng thức bộ sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên, ca khúc được mang tên Hỏi Vợ Ngoài Thành. Và với ca khúc này chúng ta sẽ được lắng nghe qua tiếng hát của Bùi Tứ, và xin mời Giang Hồng lên trời diễn. Thank you.